Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay em Tuấn cũng như thường lệ thôi, lại giới thiệu đến quý vị các bạn một video mới. Nhưng hôm nay em Tuấn sẽ lại không giới thiệu đài nữa, mà giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc tivi. Một chiếc tivi màn hình màu 14 inch. Ở những cái thời kỳ đầu của dòng tivi màu, nó vào thị trường Việt Nam chúng ta. Và đây là chiếc tivi thương hiệu DU nhé, 14 inch, mang cái màu sắc màu đen. Đây là chiếc tivi đang còn rất là đẹp, hoạt động tốt. Từ phần hình ảnh sắc nét, màu tươi tắn cho đến phần âm thanh ấm áp, rõ ràng. Và thân nhựa của nó rất là lành lặn, sạch sẽ. Đấy, đây em Tuấn sẽ quay rất là trực tiếp, rất là cẩn thận, để cho các bác có thể là cảm nhận được cái vẻ đẹp của chiếc tivi này. Chiếc dòng tivi này thì xuất hiện nhiều ở Việt Nam chúng ta ở những thời kỳ khó khăn, những năm 1990 cho đến tận năm 2000 vẫn cũng có rất nhiều người đang dùng. Phải nói là dùng từ siêu bền những dòng tivi này. Và đến thời điểm này thì chắc chúng ta cũng ít dùng rồi, nhưng mà nếu để trong phòng ngủ thì vẫn thể xem ok luôn. Và em cảm nhận được là cái độ nét nó rất là ok, cũng như là cái độ mà nó ảnh hưởng đến mắt của chúng ta. Chúng ta xem những màn ảnh tivi này nó không bị hại mắt nhiều những dòng LED ở cái thời điểm gần đây nhất, đúng không ạ? Vì cái màn ảnh nó nhỏ thì chúng ta xem ở cái khoảng cách nó cũng vừa phải thôi thì nó cũng rất là ok. Em đang quay rất là gần cho các bác xem. Em sẽ quay phần màn ảnh cho đến phần nút. Ở đây là phần mặt dưới của dòng tivi. Đây là trước DU. Đấy, ở đây nó có một cái nắp cốp nhé các bác nhé. Ở trong đây nó sẽ có một cái số nút chúng ta cần dùng. Như là ở bên đây là system, là hệ thống này. Như là các chế độ hình ảnh này, màu sắc tương phản, rồi sáng tối điều chỉnh trong này. Và bên này nó có hệ thống kênh. Ngày xưa chúng ta dùng anten ấy thì có thể dùng dò rồi các thứ, nhưng mà bây giờ cũng không dùng đến thì chúng ta chỉ dùng một số nút ở ngoài này thôi. Chúng ta sẽ quan tâm đến nút tắt mở này, power này, tắt này, mở này. Đấy, khi mở lên thì nó sẽ trở về chế độ TV đang ở kênh 15, mà chúng ta chuyển kênh 14 này. Đấy, chúng ta ấn vào đây 13 này, 12. Đấy, rất là ok. Và chúng ta xem video thì chúng ta ấn vào đây chuyển sang video nhá. Đấy, em đang dùng một tay nên hơi khó ấn tí. Đấy. Và bên này là to nhỏ. Đấy. To nhỏ, ta ấn vào đây là sẽ chuyển. Đấy. Nhưng bây giờ chúng ta đã kết nối với video thì chúng ta sẽ dùng cái điều khiển của đầu. Chúng ta có thể là kết nối giữa đầu DVD, VCD, đầu mặt đất như của em Tuấn đây. Đầu VTC mặt đất này cũng được này. Đầu truyền hình này của nhà nước cung cấp. Đấy, chúng ta xem khoảng từ 35 cho đến 50 kênh miễn phí, cứ cắm anten là chạy thôi. Hoặc là đầu an viên, đầu ca cộng, mà hoặc là đầu mạng này chúng ta đang có sẵn, cứ ra rắc hoa sen AV là chúng ta cắm được. Đấy, ok. Và em Tuấn sẽ quay, chúng ta sẽ để cái điều khiển qua đây nhá, quay qua một vòng xung quanh cho các bác xem được cái vẻ đẹp của nó. Thân nhựa thì sạch sẽ, lành lặn, tất nhiên là có sức sát theo năm tháng, nhưng mà cũng mấy chục năm rồi, không thể tránh khỏi được. Đang còn rất là ok, đúng không ạ? Ở đây có chữ 18 system này. Chắc là hệ thống 18 kênh đấy. Hình như là như vậy. Bộ nhớ của nó. Đây là phần phía sau lưng nhá. Đang còn sạch sẽ và không hề bị vỡ dập một tí nào cả. Thân nhựa đang còn rất là đẹp. Ở đây nó cũng có một cái số thông số, nhưng nó in trực tiếp lên trên màn hình nhựa, hơi khó nhìn một xíu. Ở đây có một cái tem theo năm tháng thì đã bị bong mất rồi. Đấy, ở dưới đây chúng ta sẽ có một jack video, một jack audio. Đấy, hai jack thôi. Đấy, ở đây có một cái jack anten. Nhưng mà truyền hình này thì đã bị bỏ rồi, đúng không ạ? Cắt sóng rồi. Ok. Em Tuấn đã quay rất là chi tiết cho các bác xem được cái vẻ đẹp của cái tivi này. Ok. Em sẽ chuyển kênh nhé. Chuyển kênh khác cho các bác xem. Rất là nét luôn. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể là mua về ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, hoặc là để trưng bày, cũng như là cũng vẫn có thể sử dụng được ở những không gian nhỏ hẹp, phòng ngủ hoặc những cái phòng khách bé thôi. Chúng ta vẫn xem bình thường nhá, giá trị sử dụng nó vẫn còn, chứ không phải là mua về chỉ để bày không thôi. Đấy, và giá em giao lưu với giá rất là tốt, chỉ có 1.900.000 đồng nhá, bao ship cho các bác tận nhà cho một chiếc tivi đang hoàn thiện.
đang hoàn hảo, đang sử dụng rất là tốt. Và mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444 hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ gửi ảnh trực tiếp và trả lời các bác trên Zalo luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.